Hương Thơ và Sài Gòn TV xin kính chào quý vị. Trong phần nói chuyện đặc biệt này, ngày hôm nay xin mời quý vị theo dõi phần nói chuyện của Hương Thơ với Tôn Đức Thukhu Nathan Rinpoche, mà người Việt Nam được biết đến với tên gọi là Ngài Chu Lợi Bàn Đà Gia. Nhân chuyến Ngài đi Hoàng Pháp lần thứ 5 tại Quận Cam vào tháng 11 năm 2019 và cùng đi với Ngài Nathan Rinpoche trong những chương trình Hoàng Pháp, có đệ tử của Ngài là chị Nguyễn Mai Phương, chị cũng đến từ Canada. Chị là một Phật tử uyên bác về Phật học, sẽ giúp chuyển dịch từ tạng ngữ qua Việt ngữ trong chương trình hôm nay. Con xin kính chào Thầy và chào chị Mai Phương. Mai Phương xin kính chào chị Hương Thơ và khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Và để mở đầu, con xin mời chị Mai Phương có vài lời giới thiệu về Thầy cho khán giả Đài Sài Gòn TV được. Mai Phương có đôi lời giới thiệu một cách ngắn gọn là Ngài Thukhu Nathan Rinpoche đã được công nhận là vị hóa thân của vị A-la-hán Chu Lợi Bàn Đà Gia. Và Ngài đã hóa thân rất là nhiều đời và đó sau đó trở thành Ngài Nathan Rinpoche. Và cho đến đời Nathan Rinpoche đời thứ nhất cho đến đời thứ 9 bây giờ là đời thứ 9 đã được Đức Đà Lai Đạt Ma công nhận là Ngài đã được hóa thân lại và đã chăm sóc tu viện Trung Ba ở bên Tây Tạng. Nhưng mà Ngài lớn lên tại Ấn Độ và tu học tại Đại học Phật học Serame ở miền Nam Ấn Độ, và Ngài đã đạt được bằng cấp cao nhất về kinh điển, đó là tiến sĩ Phật học. Rồi sau đó Ngài học thêm về mật điển và cũng đạt được bằng cấp cao nhất về mật điển tại tu viện Jume, và Ngài đã giảng dạy trở thành một giảng sư, một trong những giảng sư trẻ của tu viện Jume và tu viện Serame. Sau đó Ngài có duyên lành đến tại Canada năm 2006 và định cư tại Canada. Nơi đó Ngài đã thành lập Viện Phật học Tràm Sê Chư Linh chính ở trung tâm chính tại Toronto, và thêm một chùa Tràm Sê Chư Linh nữa cũng tại Calgary, một tỉnh khác của Canada. Và sau đó Ngài lại có được duyên lành đi khắp nơi trên thế giới và giảng dạy về tất cả mọi lĩnh vực về giáo dục, xã hội, y tế, sức khỏe, vân vân. Và Ngài cũng đã có được những cái cơ hội tốt để đến giảng dạy tại các lớp học tại những đại học khắp nơi tại Mỹ và Canada. Vâng, trước khi Hương Thơ được phép hỏi cả Thầy thì Hương Thơ biết chị Mai Phương là một người đã có bằng MBA, có bằng cử nhân đại học về kỹ sư cũng như là làm về tâm lý học, học về tâm lý học. Mà có cơ duyên nào là chị bỏ hết tất cả để trở thành đệ tử gọi là thân cận nhất của Thầy thưa chị? Dạ, Mai Phương thì qua du học tại bên Ấn Độ, tại đại học ở bên Vương Lộc Uyển, thì học tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn, nhưng mà sau đó có được duyên lành gặp Ngài và Ngài đưa về Đại học Phật học Serame. Từ đó rất là thích áp dụng Phật Pháp trong những cái môi trường về tâm lý học. Tại vì khi đó là đi du học để ra học ngành tâm lý, nhưng mà rồi cũng là khám phá ra được là Phật Pháp rất là tốt để mà áp dụng ở trong tất cả mọi lĩnh vực. Vì thế cho nên Mai Phương được lôi kéo vào cái cuộc sống tâm linh, và vì tri ân Ngài đã giảng dạy cho mình cho nên Mai Phương đã thiện nguyện giúp Ngài để mà thông dịch. Và chị biết cả tiếng Anh, dịch các kinh dịch qua tiếng Anh, qua tiếng Pháp và tiếng Việt. Dạ. Và thưa quý vị đã biết về chị Mai Phương là ngoài việc giúp thông dịch tạng ngữ của Anh, Pháp, Việt, cộng với công việc của chị là quản lý điều hành thông tin và mọi sinh hoạt của Thầy, và cũng như là phiên dịch những kinh sách của Thầy, phải không ạ? Rất có duyên lành được biết chị còn thông dịch cho Đức Đại La Lạt Ma đời thứ 14 nữa, rất là thiện duyên. Và thưa câu hỏi dành cho Thầy là đối với người bình thường đó thưa chị, là sau khi chết có... ai cũng có nghĩ đến được một tái sinh kiếp khác, nhưng mà theo gọi là những cái đất nước ở đất nước Tây Tạng có một cái truyền thống độc đáo là các vị tu sĩ tìm kiếm hiện thân hiện tượng tái sinh của những bậc thầy vĩ đại đã từ trần để trở lại thế gian đau khổ này để hoàn tất tâm nguyện Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Thì chị có thể hỏi Thầy là sự khác biệt giữa tái sinh và hóa sinh như thế nào ạ? Nha, để mà chết thì tuân khu anh khi ba Tha tari ane nghe ane de California yini ke Vietnam sangma lo la ane thang bo de tashi dile chu shu yin. Dạ, đầu tiên Ngài nói rằng là Ngài đến đây và rất là có đôi lời kính chào đến tất cả quý khán thính giả. Tha chugu ta ane chi tang kya wa lemba sing kya ba khu chugu sya de chi tang ki ta khanda chi sam shin do wa. So rawang yu ba chi ne kya wa ne thun ye de le ya ane chi chugu sya ta. Ani cik leh dah nyumu gula tena, ani kawal ni ada tu leh ya, ani cik khasur leh ya, dia leh ya kibas segeris. Tena cukup dia kibat ari, ini yang
tez kiba gangolo tugus gemarwandus res. Ngài nói rằng là đối với một vị hóa thân là những người họ đến với cái quãng đời do bởi cái nguyên lực, tất nhiên là họ không có bị cái nghiệp lực bắt buộc họ, họ có các ngài có cái sự lựa chọn để mà vì cái nguyên lực đó cho nên đến những cái nơi mà các ngài có thể là chọn lựa được. Nhưng mà khi mà trở thành những cái vị hóa thân đến với cái quãng đời này thì trở thành những người như chúng ta cũng là những người mà đã có nhiều lần tái sinh. Vậy đối với người bình thường thì ai sau khi chết cũng có tái sinh vào một kiếp khác không ạ? Dạ, cho thì chị tăng ngã số thì chị già này thì chị bà thì mi chị xem mà dùng cái. Ờ, ta xuân đó chị bây giờ này đoạt được chỗ khẩn đi xin này yàng, anh chị bây giờ này yàng kéo ác xem mà được vừa rồi, anh kéo ác gạt được mà rồi, ta đoạt được chỗ khẩn đi số số lệ, rồi vào lệ, giờ có chỉ sao yên anh mi kéo ác này, thay kéo ác này, làm ai kéo ác này, vào đi được vừa rồi. Tang tu le mige we le sigre mige le je sabi ne kyawa chema da ne nyawa yida tundu ondu su ta dwar ju na la kyawa lingi bondu su res. Dạ, chúng ta là gặp phải những cái trường hợp gọi là tái sinh. Tái sinh có nghĩa rằng là sau khi mà chúng ta mất thì sẽ trở thành một cái kiếp khác và trở thành một trong những chúng sinh gọi là trong sáu nẻo luân hồi. Khi mà chúng ta bị cái nghiệp lực do bởi cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác của mình nó làm cho chúng ta có những cái tái sinh xấu hay tốt tùy theo cái nghiệp lực của mình và cái sự vô minh cũng như nghiệp lực của mình, thì nếu mà chúng ta sống mà có đạo đức và có những cái thiện nghiệp thì chúng ta sẽ được tái sanh lên gọi làm người, làm trời, làm thần. Nếu mà mình tạo rất là nhiều tội lỗi thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp lực xấu đó, cái nghiệp ác đó, nó sẽ làm cho mình rơi xuống cảnh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là sáu nẻo luân hồi. Làm sao biết được một người thân quá cố đã siêu thoát? Khi mà Hưng Thơ có một người quen đó, có đứa con gái chết mà vẫn nghe cái âm thanh từ tâm linh đó, tiếng nói tâm linh nói chuyện với người mẹ, thì làm sao mình biết người đó siêu thoát hay vẫn còn quanh quẩn bên quanh những người thân? Nha, thì ngã số về pin cha si san ấy thì hát cô cái mà rẻ thì mi đi cả ba rồi về rẻ khang như thế na trục một chiếc cái để bù xe bài rẻ xe bài rẻ thế này nhà kê có bài rẻ. Thà chỉ đăng ký ngã số anh kêu qua cả ba trục cái yêu bài tiếng thằng ngô sĩ mẹ na power đến đây mẹ bên na thằng thủ bộ mà rẻ nè kia hoa tiền đề lên cái yêu bài bên nó đoạt rồi chu nào là rồi nhà hoa gì đó tiền đồ là đã mi đó làm gì thì nào ta số số lấy sáng bút tiền đề sa yêu bài này thà bây giờ nó đoạt tiền đề dùng cái yêu bài đấy ta tiền đề chỉ là kia ba tuổi yêu bài đấy. Ngài nói rằng là khi mà chúng ta mất thì chắc chắn rằng là mình sẽ có một tìm về một cái tái sanh trong sáu nẻo luân hồi đó, và trong sáu nẻo luân hồi đó đôi khi chúng ta có những cái cảm giác, có những cái sự mà thân mà có những cái duyên, cho nên chúng ta nghĩ rằng là họ vẫn còn vất vưởng, nhưng mà thật sự là họ đã tìm một cái sự tái sanh do bởi cái nghiệp lực của họ, họ đã tái sanh rồi. Này ta chỉ kể khổ của tôi xin này kể càng ngắn lo để mình xin nhớ được cái kể gì về nhà bác kể mà để sắm sang lại à, nhà bên là thằng hàng đi mang bộ dụng cụ đó. Tính đến cái anh số số pin giả anh khai đi đáp với truy à đằng đi đáp với kế chế xia tính đến dùng cái vật đó số pin giả anh mình nhớ bác cái ông mà rồi. Đôi khi chúng ta nghe những âm thanh hoặc là có những cái cảm giác là người thân của mình ở đó nơi đó, nhưng mà thật sự có những cái giới vô hình họ cũng có thể giả dạng làm những cái người thân của mình, do bởi mình luôn luôn lo lắng cho những người thân thì họ cũng có thể là giả dạng để đến tìm được một cái gì, điều gì đó từ mình cho người thân của mình là đã có được cái tái sanh rồi. Như thế thì nói về cõi vô hình, vậy ma quỷ và những hồn ma vất vưởng, những oan hồn thì như thế nào? Sao thì trong thế giới rồi về. Ta đồng thời yếu bà rồi. Đồng thời yếu bà mà sẽ tính ra, anh ngờ rằng dù ta mì xin kì rồi bà, chú chè nà là kèm rè gà nà là xìm nhé gà mong bú thông yà tù bà. Anh khám bà khá xe nà là yà, anh ngờ rằng dù khá chà là phá yù, chú yù đè bà mong bú thông yà tù bà. Ta dù sư yù chè bà sân đồng thời chè bà rồi bà. Ta tính ngờ dù tính ra thông nhé, đồng thời thông nhé mong bú yếu bà rồi. Ngài nói rằng là đôi khi chúng ta có những cái tái sanh trở thành loài ngạ quỷ là một trong những cái sáu nẻo luân hồi, thì nó có cái vấn đề đó nó xảy ra, như là mình đã chứng kiến rất là nhiều, có những người gặp những giới vô hình, đôi khi trong nhà có những cái điều mà nó thay đổi hoặc là nó chuyển động ở trong nhà cũng là do những giới vô hình. Vâng, thưa chị, và chủ đề Hoằng Pháp năm nay của thầy là làm sao để sống một đời sống an lành và ý nghĩa. Thì một lát nữa đây sau vài thông tin thương mại, Hương Thơ sẽ hỏi về cái chủ đề mà thầy sẽ đi Hoằng Pháp. Nhưng trước khi chúng ta đến phần break đó, thì những khó khăn của thầy mà đi Hoằng Pháp khắp nơi, khó khăn nhất, thử thách nhất là gì? Thầy sẽ là thì xuống chư, xuống kia này, thằng đá, rèn đá rồi mới chỉ càng nghen trên sự cả rèn rồi mới chỉ chăm vô linh là bẹp kia đấy, càng nghen trên sự cả rèn.
다 잠불링 나라 간이 쉬쉬스네 나라조 개 쉬쉬지 가르 고고 여버스나 잠불링 나라 시디 고고 여버래 다 나라조 지금 세기 강엔 네 간에 강엔 알레 나랑 간이서 버래 다 나랑 간이 쉬쉬 다 디더 디스 게임도 간이 믹스해 기러와 다 가르스나 당 나랑 간이 조지 깨 야보신 게매 디가 아니도스 가르스나 소소 싱베 쳐지네 양 소소 커도 럽투고 매버래 게주다는데 건가지 고고 요버디면은 그냥 럽투고 매버랑 알 간이 디치 쉬식도스 Ngài nói rằng là đi khắp nơi, chỗ nào Ngài cũng cảm thấy rất là an lành, rất là hạnh phúc. Đối với Ngài không có một cái vấn đề gì cả. Chỉ có một cái vấn đề là Ngài không có nói được thông thạo ngôn ngữ. Cho nên đó là một cái vấn đề của Ngài, là một cái sự khó khăn của Ngài mà thôi. Anh chị đang kể ta mình sẽ kể thằng ta Anh em ngọn dù để kê chú mai phong rê, tên để kê chú chê Anh em Việt Nam mang bố sử ra yếu, ngọn sinh ngọn mang bố yếu Họ ta thử dụ rộng bà chị chê, chị đang kể như đi giảm mẹ Và Ngài nói rằng nhờ có Mai Phương luôn luôn sát cánh và thông dịch cho Ngài, cho nên là Ngài không có gặp khó khăn trong vấn đề hoằng pháp và Ngài có rất là nhiều đệ tử Việt Nam, rất là nhiều. Cho nên các người Việt Nam rất là thương yêu Ngài, cho nên Ngài đã có được một cái sự mà lo lắng và chăm sóc bởi mọi người. Cho nên Ngài rất là cảm động, cảm ơn và tri ân, cho nên Ngài đi đâu cũng vui. Vâng, cảm ơn thầy và cảm ơn chị Mai Phương đến đây. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và bảo trợ cho đài và sẽ trở lại ngay với phần 2. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.